Em xin giới thiệu với các bác một sản phẩm tủ lạnh 5 cánh Hitachi nhà em vừa vệ sinh xong. Đấy. Tủ lạnh 5 cánh Hitachi màu ghi các bác nhá. Đây. Rất là đẹp. Nội thất đủ đồ. Đấy, cả khay trứng cho các bác để nữa nhá. Này. Con này ăn 83W. 210kW trên 1 năm. 210kW trên 1 năm. Sản xuất tại thị trường Nhật Bản. Chiều ngang 60 và chiều sâu 669, cao 1798, nặng 85kg. Thì con tủ Hitachi này thì nếu bác nào có cái ý định mà mua tủ ở tầm hơn chục triệu thì thì em cũng nói luôn là cái sản phẩm này thì quá là tuyệt vời. Đấy, không còn thể chê vào đâu được nữa. Đây nhà em mới vệ sinh xong. Quay cho các bác. Cũng ít có những con tủ đẹp như này nhá các bác nhá. Em cứ nói luôn, ít có con tủ đẹp như này. Đấy, sản phẩm tủ lạnh Hitachi 5 cánh. Thì bác nào xem clip lần đầu tiên thì cho em xin giới thiệu là em Toàn Thắng, chuyên gia dụng Nhật Bản. Bác nào xem thì cho em xin một nút like và nút kênh đăng ký màu đỏ để ủng hộ kênh các bác nhé. Đây, điều khiển ngăn mát này, ngăn đông này và ngăn đá này, có thể tắt đá rơi, làm đá và làm đá nhanh. Đây các cái khoang ưu tiên, muốn chạy khoang nào thì Ecolavi tiết kiệm điện. Đây khóa cửa. Đấy. Hitachi các bác nhìn cực kỳ mới. Đấy. Thì cũng như các sản phẩm khác thì sản phẩm này nhà em cũng báo giá luôn là con Hitachi này nhà em đang bán là 15.500.000 các bác nhé. Có phi vận chuyển năm đặt cộng đổi nguồn tủ 5 cánh thì nhà em hay bán ở cái giai thoại 15 đến 16 triệu. Bác nào quan tâm thì hoặc là muốn đặt gạch, đặt những con tủ đẹp như này thì alo cho em. Con tủ này thì em lên sóng cho một bác ở Hà Nội. Cho một bác ở Hà Nội nhé. Đấy, để cho bác xem một cái tiêu chí 5 cánh. Cũng đã hứa với bác quay cho các bác một ấy để nếu bác lấy được thì alo trung chuyển để em mai em trung chuyển lên. Đấy, sản phẩm tủ lạnh Hitachi cực kỳ tuyệt vời các bác nhé. Đấy, hẹn gặp các bác ở một cái clip tiếp theo.